Chúng con thật sự cảm tạ Phật Bồ Tát. Ban cho phước báo lớn thế này, chúng con mới có cơ hội trong trăm ngàn vạn kiếp được diện kiến Minh Sư. Thân người khó đặng, một khi mất nó, vạn kiếp cũng không thể nào có lại được. Sư phụ nói rằng sau khi tạo tâm ấn, chúng ta được giải thoát. Nếu chúng ta không tu hành, đời đời kiếp kiếp sẽ bị trầm luân. Nhiều vị minh sư sẽ phải đến cứu độ chúng ta. Chúng ta sẽ hại người hại mình. Tốt nhất là nhân kiếp này, chúng ta tinh tấn tu hành và giải thoát trong một đời, rồi chúng ta có thể thật sự mang lại lợi ích cho chính mình và tha nhân, giải thoát cho mình và tha nhân. Chúng ta sẽ biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Bây giờ chúng ta nói về lợi ích của việc tu Pháp Môn Quán Âm. Có 84.000 Pháp Môn. Tất cả đều cùng mục đích đạt giải thoát và khai ngộ, trở về cố hương đất Phật. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có rất nhiều bài học để học hỏi. Nếu không có đủ nhân duyên, chúng ta sẽ phải trải qua 84.000 pháp môn. Chúng ta sẽ phấn đấu và trải qua rất nhiều đau khổ. Chúng ta sẽ lại núi bái sơn, trải qua nhiều gian khổ mà vẫn không được giải thoát. Có thể vì nhân duyên chưa đến, hoặc chúng ta chưa học xong bài học của mình. Cuối cùng, khi hội tụ đủ nhân duyên và chúng ta học xong tất cả bài học của mình, chúng ta sẽ tu pháp môn tối hậu thành tựu nhất và viên mãn nhất này. Đó là pháp môn Quán Âm. Lợi ích của pháp môn Quán Âm có thể được quy lại dưới hai phương diện. Một là phương diện xuất thế, hai là phương diện nhập thế. Đầu tiên, chúng ta biết rằng Sư Phụ có lực lượng đại khai ngộ. Ngài đã đắc đạo và có lực lượng vô sở bất năng. Ngài có thể truyền tâm ấn và truyền pháp cho chúng ta để chúng ta được khai ngộ và một đời giải thoát, và năm đời tổ tiên của chúng ta được siêu sinh. Hơn nữa, chúng ta tu pháp môn Quán Âm có Phật quang bảo hộ, khi niệm năm hồng danh 24 tiếng mỗi ngày, chúng ta có lực bảo hộ của Phật quang, khiến chúng ta cảm thấy ngày càng thanh thản và ngày càng khai mở trí huệ. Phật âm có thể rửa sạch nghiệp chướng của mình. Đó là lực lượng bảo hộ rất tốt, có thể tịnh hóa thân khẩu ý và từ trường của mình. Đồng thời, chúng ta còn có lực bảo hộ của Sư Phụ. Sau khi tạo tâm ấn hóa thân, Sư Phụ luôn luôn ở bên cạnh và bảo hộ chúng ta. Sau khi bắt đầu tu pháp môn Quán Âm, về phương diện nhập thế, Sư Phụ sẽ giúp chúng ta được thư thả hơn và ngày càng hạnh phúc hơn, mọi thứ sẽ ngày càng thuận lợi hơn, dù là về sự nghiệp, sức khỏe, thể chất, gia đình hay công việc. Tất cả mọi thứ sẽ ngày càng viên mãn hơn, sẽ làm chúng ta thanh thản hơn. Bởi vì sau khi tâm ấn với Sư Phụ, sau khi được câu thông với đại lực lượng của vũ trụ, chúng ta không còn đơn độc, bất lực hay yếu đuối nữa, sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Đây chính là lực lượng của Sư Phụ. Dạ, con nghĩ là đã hết giờ. Con xin kết thúc phần trình bày. Xin cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Đồng. Xin mời lên sân khấu Sư Huynh. Phía trước có đồng hồ reo. Để quý vị xem giờ, xin chú ý thời gian một chút kế tiếp. Chúng ta mời Sư Tỷ Đồng. Không, không ạ. Để lần sau. Hôm nay đủ rồi. Dạ. Không, không phải như vậy. Quý vị có người nào có thần thông không? Lên đây nhanh. Biểu diễn tài năng của quý vị. Phải. Ngày nào tôi cũng thi triển thần thông cho quý vị xem. Thỉnh thoảng mới yêu cầu quý vị biểu diễn tại sao quý vị lại trốn. Hay là không có chút thần thông nào? Quý vị thường khoa trương mà bây giờ không dám lên. Hay là quý vị mắc cỡ? Không cần phải mắc cỡ. Nếu có đủ dũng khí để học thần thông, thì cũng nên có dũng khí cho người khác xem, khỏi phải sợ nghiệp chướng. Vì tôi yêu cầu quý vị thi triển mà, không phải vì quý vị muốn khoa trương như là người nào biết võ công hoặc có tài diễn xuất. Hoặc có tài chơi nhạc cụ thì cũng lên biểu diễn mà, hát và múa nữa, vậy biểu diễn thần thông cũng được chứ, cho vui thôi mà. Lúc vui chơi thì mình có thể vui chơi, có ai không? Mọi người bước ra đi, bước ra đi.
Tuần trước tôi hứa với quý vị là chúng ta sẽ uống trà và xem thần thông ở đây. Nếu không có, vậy nghĩa là tôi nói dối à. Quý vị có muốn thấy sư phụ của quý vị bị chỉ trích là nói dối không? Bước ra nhanh đi. Nếu không có thì đứng lên nói là không có. Có không? Ở đây có người nào có thần thông không? Những người theo học đạo giáo hoặc các pháp môn khác, bước ra nhanh đi. Hoặc nếu quý vị biết họ là ai, hãy giới thiệu họ. Xem bên cạnh mình có ai không? Có ai không? Nếu không, thật xấu hổ cho người Hoa. Quý vị nói rất nhiều. Người Hoa có thần thông hay bí pháp gì đó. Nghe nói mấy đạo sĩ rất lợi hại, nhưng tôi chưa thấy ai. Tôi nghe nói đồng đã từng là đạo trưởng. Tôi nghe đồng nói, trong đồng tu chúng ta có rất nhiều cao thủ đạo giáo kinh thiên động địa. Quý vị đều trốn hết rồi, và đó là lý do tôi muốn thấy quý vị cao cường đến đâu. Này, cho tôi thấy tài năng của quý vị đi. Quý vị luôn cầu nguyện tôi giúp quý vị đánh thức quý vị, sửa xe, sửa truyền hình cho quý vị, gọi quý vị dậy đúng giờ để đi làm, để thiền, giúp quý vị trong tai nạn xe hơi hoặc trong lúc hỏa hoạn. Thỉnh cầu tôi làm quá nhiều việc, còn tôi cầu quý vị có một lần mà quý vị cũng không làm sao. Có nghĩa là quý vị không có điều đó, không có bản lĩnh. Nếu không thì đã làm. Quý vị đã làm bất cứ gì cho tôi rồi, có phải không? Có ai có không? Giơ tay lên coi, cho dù quý vị không muốn lên đây cũng không sao. Người nào có thần thông, giơ tay lên cho tôi xem. Thần thông lớn hay thần thông nhỏ cũng được. Không cần biểu diễn cũng không sao. Chỉ giơ tay lên thôi. Không ai hết. Hơn 3.000 người mà không ai có thần thông. Thế mà khoa trương nhiều vậy. Có ai không? Tôi hỏi một lần nữa, có người nào có thần thông không? Giơ tay lên tôi xem. Không có. Quý vị giả bộ không hiểu quốc ngữ. Này đồng lên đây. Hỏi họ bằng tiếng Đài Loan đi. Đồng, tôi chỉ nhớ tên anh. Làm ơn đi lên, nói tiếng Đài Loan, để họ không thể giả bộ không hiểu. Quý vị đồng tu, người nào có thần thông, sư phụ kêu bây giờ lên biểu diễn. Không, chỉ cần giơ tay lên thôi. Xin giơ tay lên. Trước kia vị đạo trưởng nói với tôi rằng nhiều đồng tu Đài Bắc từng là sư huynh sư đệ của ông. Ông nói rằng quý vị giống như là rắn hổ lục ẩn mình trong núi sâu. Những người có thần thông quảng đại bây giờ đi đâu hết rồi? Có người nào muốn lên không? Giơ tay lên coi. Cô hả? Lên đây. Lên đây. Có muốn lên đây không? Không hả? Cho tôi xem một chút. Cũng không hả? Được rồi, người nào khác nữa? Bao nhiêu người? Bao nhiêu người giơ tay? Chỉ một người. Một người thôi à? Thê thảm vậy à? Còn phái nam thì sao? Có ai giơ tay không? Không có. Tôi nghe nhiều chuyện kinh thiên động địa. Một số quý vị có thể làm cho đao kiếm bay trong không trung, rồi di sơn hải đảo, biến đậu thành binh lính. Hoặc biến cỏ thành đậu. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy. Tôi rất hiếu kỳ. Tôi không có thần thông nào. Tôi muốn bái sư để học. Mà không ai lên đây cho tôi bái. Vậy không ai muốn thi triển thần thông cho tôi xem sao? Được rồi. Vậy thì để tôi hỏi cô có thần thông gì? Cô có thể nói thay vì biểu diễn. Micro làm ơn. Cô đã học bao nhiêu năm rồi?
Xin chào sư phụ, các vị đồng tu. Không cần nói với họ, tôi hỏi cô thì chỉ cần trả lời tôi thôi. Khi con là đạo sĩ, con tập vẽ bùa chú và niệm thần chú. Vẽ bùa chú, vẽ bùa chú để làm gì? Đó là để chữa bệnh à? Dạ phải. Để chuyển đổi nhân quả của họ, đuổi ma nữa phải không? Dạ. Khi đuổi ma, cô có thấy ma xuất ra ngoài không? Ma vốn đã có ở đó rồi ạ. Hả? Ma vốn đã ở đó rồi ạ. Biết rồi. Ma đã ở đó rồi, nhưng cô có thấy họ không? Dạ có. Thấy à? Dạ. Thế rồi, cô đuổi họ, họ có đi không? Một số đi, một số không. Chúng con nói chuyện với họ trước, nếu họ không đi, chúng con vẽ bùa chú. Nếu họ không nghe thì chúng con vẽ bùa chú. Nếu họ không nghe thì cô vẽ bùa chú đuổi họ đi à? Dạ. Khi cô vẽ bùa chú thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng con sẽ niệm thần chú cùng một lúc. Họ sẽ sợ. Nếu họ sợ, có khi họ sẽ biến mất. Họ tự biến mất à? Dạ. Chỉ đuổi ma thôi à? Con cũng giúp xem phong thủy cho người ta. Hả? Dạ phong thủy, dạ. Đó đâu phải thần thông hả? Dạ không, mình có thể học phong thủy từ sách. Dạ, có mấy sách như kinh dịch. Mình có thể học, dạ, cái này không dùng lực lượng vô hình xem phải không? Những thứ hữu hình cũng có thể xem được như là phương hướng để cỏ cây hoa lá. Hữu hình thôi ạ, à. Hữu hình không phải vô hình hả? Dạ, tôi cũng biết xem phong thủy. Sư phụ cao siêu hơn, hả? Sư phụ cao siêu hơn, sư phụ là vô thượng. Tôi xem đại thôi, không theo sách vở. Chẳng hạn như tôi sẽ nói với quý vị tôi xem phong thủy thế nào. Dạ, dĩ nhiên tôi là người cao siêu nhất. Đợi một chút. Đừng vỗ tay nhanh vậy. Quý vị dễ tin người quá. Ví dụ như trước kia, khi không có chỗ ở, tôi thấy chỗ nào có mảnh đất rất rẻ, không phức tạp mấy, có thể mua ngay, vào ở ngay cắm lều, có điện, có nước, không có người, không có cảnh sát đến đuổi, nơi đó sẽ có phong thủy tốt nhất. Không ai có thể tài giỏi như vậy. Mọi người đều có đất, chỉ có người xuất gia chúng tôi, người đông ở đâu cũng không được. Nếu cắm trại trên đất của người khác, cảnh sát sẽ đến đuổi mình. Đất ở Đài Loan Formosa thuộc quyền sở hữu của tư nhân hoặc của chính phủ. Đất đai chỗ nào cũng có người sở hữu. Hiểu ý tôi không? Đất đai nào cũng thuộc về ai đó. Hả? Dạ hiểu. Còn gì khác nữa không? Còn thần thông nào khác không? Trước kia còn có, nhưng bây giờ con quên rồi. Đã quên rồi. Làm sao mà quên? Con quên hết rồi. Được rồi, bây giờ nói tôi biết, ở đây có ma không? Ở đây à? Ở đây chỉ có Phật Bồ Tát thôi ạ. Cái này trẻ em trong đạo tràng cũng nói được. Dạ. Tôi muốn cô dùng thần thông để xem có ai mang theo ma đến hay không. Dĩ nhiên, có nhiều Phật Bồ Tát ở đây. Dạ, có ai mang ma theo đến để nghe kinh không? Người ngoài dĩ nhiên đều mang theo những thứ bên ngoài vô đây. Tôi không hiểu. Hôm nay mình mở cửa cho khách. Bởi vì họ chưa thọ tâm ấn. Nghiệp tiền kiếp của họ theo họ đến đạo tràng của mình. Tôi không hiểu. Những vị khách chưa thọ tâm ấn, chưa thọ tâm ấn, ý con nói. Vậy họ mang chúng sinh Atula đến đây. Cô có thấy không? Sao ạ? Không thấy họ hả? Không được đoán nha. Thật sự thấy thì mới nói nha. Đoán thì ai cũng đoán được. Họ biết qua bài giảng của tôi là những người chưa thọ tâm ấn. Có thể có nghiệp chướng sâu dày và nghiệp quả nhiều. Vì vậy họ mang theo rất nhiều chúng sinh Atula đến đây. Khi cô dùng thần thông thì cô thấy họ không? Dạ. Cô nhìn thấy không? Dạ thấy. Nhìn thấy hả? Dạ. Họ trông có dễ sợ không? Không hẳn ạ. Tại sao? Họ cảm động trước ái lực của Ngài. Vì vậy họ trở nên hiền hòa hơn nhờ ái lực của sư phụ. À, dạ phải, họ cảm động. Hả?
Họ cảm động trước ái lực của sư phụ. Họ cảm động ạ. À, nhưng họ là ma. Bởi vì ở đây có Phật quang. Cô ấy nói gì? Ở đây có Phật quang ạ. À. Dạ phải. Tận mắt cô thấy à. Thấy họ cảm động à. Tôi không nói đùa đâu. Dạ. Cô thấy hả? Dạ, cô có thấy họ cảm động không? Họ cũng đến đây nghe ngài giảng kinh. Tôi hỏi câu khác mà. Dạ, con có thấy. Dạ, cô ấy nói là có thấy. Tu hành không được nói dối nha. Dạ, đúng ạ. Thấy thì nói là thấy, không thấy thì nói là không thấy. Dạ. Cô có thấy hả? Dạ, có thấy. Có thường thấy không? Thường thấy hay là không thường thấy? Bây giờ thì không thường lắm ạ. Thường hay không? Cô có nói chuyện với họ không? Cô có nói chuyện với họ không? Con không dám ạ. Vậy làm sao cô biết là họ cảm động? Hình dáng của họ thay đổi. Trước đó họ trông rất ác. Khi đến đây họ được ảnh hưởng bởi lực gia trì từ tất cả đồng tu. Và trở nên khá hơn. Ma cũng trở nên khá hơn sao? Dạ. Vậy tuyệt quá. Mời họ đến thường xuyên nha. Mấy con ma mà cô đã đuổi đi đó, mời họ đến nha. 你以前赶掉那些叫他们过来